Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng vừa cập nhật một số các dòng loa siêu trầm Super Woofer và một số các dòng loa lời đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Nhật, của Mỹ. Tiến Dũng sẽ quay chi tiết, báo giá cụ thể cũng như là quân sư để quý vị và các bạn có thể lựa chọn với những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và phù hợp với các không gian của gia đình mình. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Các sản phẩm của video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ giới thiệu là các dòng loa Super Woofer đến từ Mỹ như là Calip, như là Martin, như là Infinity, các dòng loa lời của Bose, các dòng loa súc của Yamaha hàng bãi Nhật. Và video ngày hôm nay Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những cặp tụ cản lời của Đức vừa cập nhật trực tiếp từ châu Âu về. Tháng 7 này thì Tiến Dũng cũng có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt, đó là tặng theo một cặp dây loa Pro-N của Ý trị giá 800 ngàn cho các đơn hàng trên 10 triệu. Dây này có chiều dài 2,5 mét. Các đơn hàng có giá trị giao dịch từ 5 đến 10 triệu, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây AV hoặc dây ba lăng. Dây này có chiều dài 1 mét và giá trị món quà này là 500. Video ngày hôm nay Tiến Dũng cũng sale giảm giá một số các dòng loa súc, các sản phẩm. Mức giá giảm từ 500 cho đến 1 triệu. Mở màn cho video ngày hôm nay là 3 chiếc loa siêu trầm Super Woofer. Chúng ta gọi đúng từ là Super Woofer. Các anh em thường gọi là loa siêu trầm. Đây là 3 chiếc loa súc siêu trầm của thương hiệu Calip đến từ Mỹ. Tôi đang để nghiêng nó sang một bên để có thể thấy được cả cái loa bass của loa. Phía dưới cùng là một chiếc có thể nói là cấu hình lớn nhất của thương hiệu Calip đến từ Mỹ. Đó là Calip KSW300. Đây là một chiếc loa Super Woofer, loa siêu trầm có cấu hình rất lớn với kích thước chiều ngang khoảng 45, chiều sâu khoảng 45 và trọng lượng của chiếc này lên đến trên 30kg, rất nặng. Đây là phần bass úp đất, tôi đang để nghiêng nó sang một bên. Loa này sử dụng một loa bass úp đất loại 30cm. Đây là một chiếc có cấu hình rất lớn, khuyến cáo với các anh em chơi gia đình có các không gian nhỏ dưới 30m2, chúng ta không nên quan tâm mẫu này. Các không gian lớn hơn hàng 50, 40, 50, 60 m2 chơi chiếc này là phù hợp. Calip model KSW200. Chiếc này có đầy đủ các chế độ như là tăng giảm decibel, đảo pha, auto off, cắt tần số. Kết nối bằng cổng RCE tức là giắc bông sen và kết nối bằng cổng bắp chuối rất tiện dụng. Chiếc này đặc biệt tần số cắt xuống đến 40 Hz. Âm thanh của nó rất sâu và mạnh. Chiếc này sử dụng điện là 120V, công suất nguồn là 300W. Xin lỗi quý vị, công suất nguồn là 330W và công suất ngõ ra loa lên đến 450W, nó vô cùng mạnh mẽ. Calip model KSW 200 với tình trạng zin nguyên bản hàng Mỹ về, rất đẹp. Đây là một chiếc loa súc điện rất đáng chơi. Mức giá thông thường của sản phẩm này Tiến Dũng phục vụ là 14 triệu. Video này Tiến Dũng sale giảm 1 triệu, chỉ còn lại 13 triệu. Quý vị và các bạn sẽ nhận thêm một phần quà tặng nữa, đó là một cặp dây loa Pro-N của Ý theo chương trình tháng 7 này. Tiến Dũng vẫn bao zin, bao đúng hàng Mỹ xịn và bảo hành kỹ thuật 1 tháng, đầy đủ các tiêu chuẩn hậu mãi của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một chiếc rất đáng chơi, chúng ta sẽ phối ghép phù hợp cho các không gian tầm từ 40 cho đến 60 mét vuông để nghe nhạc và hát karaoke. Phía trên này có một chiếc nữa của thương hiệu Calip, cũng là bass 30 nhưng cấu hình của nó nhỏ hơn. Quý vị và các bạn có thể thấy phần thùng loa của nó khoảng cỡ 70 so với chiếc ở phía dưới. Rất nhiều các anh em hỏi Tiến Dũng là tôi muốn mua loa súc, loa trầm bass 30 thì vấn đề ở đây không phải là bass bao nhiêu mà là còn tùy thuộc vào cấu hình và kích thước. Cấu hình lớn, kích thước lớn thì âm thanh nó sẽ mạnh hơn là cấu hình nhỏ, kích thước nhỏ. Chúng ta thấy hai cái loa bass này to bằng nhau. Tuy nhiên chiếc ở phía dưới thì cái cấu hình nó lớn hơn cho nên âm thanh nó sẽ mạnh hơn. Calip KSW12. Đây là một chiếc rất đáng chơi trong phân khúc đồ gia đình. Chiếc này Tiến Dũng sẽ sale giảm 500. Đây là phía mặt sau của loa. Tất cả những chiếc này đều là dòng chữ ký cao cấp của thương hiệu Calip. KSW12 điện 120V, công suất 1.2A, tức là nó tương ứng với khoảng 250W. Chiếc này có công suất ngõ ra loa là 350W, tần số cắt xuống đến 40 Hz, tiếng bass của nó rất sâu. Chức năng auto off, chức năng đảo pha đầy đủ.
Calip KSW có kích thước chiều ngang ước tính 40, chiều sâu ước tính 40 và chiều cao ước tính khoảng ngoài 40. Đây là kích thước ương ước tính tương đối chính xác để quý vị và các bạn có thể nhắm trong không gian chỗ để trong gia đình mình. Chiếc này với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, mức giá thông thường 11, mức giá làng của chiếc này rất cao khoảng 12. Thì Dũng bán giá thông thường là 11 và video này sale giảm 500, chỉ còn lại 10 triệu 500. Kèm theo phần quà tặng là cặp dây loa trị giá đến 800 ngàn. Như vậy tính ra chiếc này còn chưa đến 10 triệu mà thôi. Đây là một dịp rất đặc biệt để quý vị và các bạn có thể sở hữu được những sản phẩm với chất lượng được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tuyệt đẹp và với mức giá cũng như là phần quà tặng rất ưu đãi. Một lát nữa đây thì Tiến Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những mẫu loa lời cũng như là tụ cản lời của Đức. Tiếp theo phía trên này là một chiếc clip nữa có cấu hình nhỏ hơn chiếc này một chút. Chiếc này sử dụng bass 25, model của nó là KSW10, bass 25cm. Quý vị và các bạn có thể thấy ở đây cái loa bass của nó rất đẹp, gân bằng cao su. Tất cả ba chiếc này của clip đều là gân cao su, nó rất bền, âm thanh của nó rất mạnh mẽ. Clip KSW10 đầy đủ các chế độ như hai chiếc vừa rồi thì Dũng giới thiệu. Mức giá của chiếc này là 7 triệu 500 ngàn. Video ngày hôm nay thì Dũng cũng sale giảm 500 cho sản phẩm này, chỉ còn lại 7 triệu. Mức giá làng của chiếc này với nếu đẹp như thế này thì cũng khoảng 8 triệu hoặc 8,5 triệu. Trong dịp này thì Tiến Dũng sẽ phục vụ quý vị và các bạn với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều. Tiến Dũng đang chuẩn bị cập nhật những đợt hàng rất lớn, rất nhiều nên cũng muốn có chỗ để. Và đây cũng là một dịp để anh em có những sản phẩm chất lượng tốt và mức giá rất ưu đãi. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Quý vị và các bạn cũng thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio và hãy tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật nhanh nhất những chương trình khuyến mại và những video chia sẻ hàng ngày. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Tiếp theo phía dưới này là những chiếc loa Superwoofer của các thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ như là Infinity, như là Martin, như là Book Audio. Chiếc ở phía dưới này là chiếc Infinity model PS210. Đây là e căng của loa này, e căng bằng lưới vải, sườn bằng nhựa. Chiếc Infinity model PS210. Chiếc này khá đặc biệt, thì Dũng rất ấn tượng với chiếc này. Màng của nó bằng nhôm và gân của nó bằng cao su. Gân cao su màu kem. Chiếc này nó đẹp lắm. Đây là một chiếc rất xịn của thương hiệu Infinity đến từ Mỹ. Đây là giao thức phía mặt sau. Lỗ thông hơi của loa nằm phía mặt sau. Loa này sử dụng một loa subbass loại 25cm, điện 100V. Model đọc đầy đủ là PS210. Chiếc này sử dụng đến công suất nguồn lên đến là 350W. Nó rất mạnh mẽ so với kích thước của nó. Nút cắt tần số xuống tới 50Hz, bass của nó rất sâu. Các chức năng đầy đủ như là đảo pha, auto off. Kết nối nó vào bằng jack bông sen, chúng ta có thể kết nối trực tiếp đến dàn âm thanh nghe nhạc hoặc đến dàn âm thanh karaoke. Simile của sản phẩm này là simile có màu vân gỗ ở đây. Đây là vết phấn, không phải vết chày. Infinity model PS 210, công suất nguồn là 350W. Nó rất mạnh mẽ, chiếc này sẽ phù hợp cho các không gian lớn tầm trên dưới 40m2. Với mặt này chúng ta thấy là mặt gương. Ở đây chúng ta có thể soi gương được với cái mặt tiền này, nó rất đẹp. Đây là một chiếc mà tôi rất ấn tượng. Mức giá của chiếc này là 8 triệu 500 ngàn, kèm theo phần quà tặng là cặp dây AV theo chương trình của tháng 7. Phía trên này là một chiếc nữa đến từ thương hiệu của Mỹ, đó là Book Audio model PSW10. PSW10 của thương hiệu Book Audio Mỹ sử dụng một bass loại 25cm với gân bằng mút, lỗ thông hơi của loa nằm phía trước. Đây là e căng của loa, e căng lưới vải màu xám nông chuột và sườn e căng bằng nhựa. Với phần trang trí bên ngoài, hãng sử dụng Simile có các đường sọc vân gỗ ở đây. Đây là giao thức phía mặt sau. Loa này sử dụng điện 120V, 110V, công suất nguồn là 100W và công suất ngõ ra loa là 250W.
đầy đủ các nút cắt tần số, volume, đảo pha và auto off. Kết nối bằng dạng jack bông sen và kết nối bằng jack chạm loa. Chiếc này thì Dũng phục vụ với mức giá chỉ 6.500.000. Sản phẩm này sẽ thích hợp cho các không gian tầm trên dưới 30m2, sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Phía trên này có một chiếc cấu hình khá nhỏ nhưng nó rất đặc biệt của thương hiệu Martin. Martin Logan. Đó là model 300 của thương hiệu Martin. Đây là cái bát úp đất. Tôi đang để nằm ngang cái loa súp này, lỗ thông hơi của loa nằm phía dưới. Một bát loại 20cm, gân cao su. Chúng ta thấy cái loa bát của nó làm rất ấn tượng. Hãng đã đầu tư rất nhiều cho sản phẩm này. Model đọc đầy đủ là Martin Logan, model Dynamo 300. Chúng ta đọc là Martin 300 cho nó dễ, gọn từ. Nút cắt tần số 45Hz xuống rất sâu. Nút đảo pha, nút auto off. Kết nối ngõ vào dạng jack chạm loa và jack bông sen ở đây. Điện 120V, công suất nguồn 1A, tương ứng với khoảng 120W. Trên này có công suất ngõ ra loa là 180W. Simile có màu vân gỗ ở đây, nó đẹp lắm. Với ánh sáng của camera thì chúng ta rất khó thấy. Với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, Dũng phục vụ sản phẩm này mức giá chỉ 5 triệu. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là hai cặp loa lời vừa cập nhật tại shop. Cặp đầu tiên đó là Bow 151. Đây là một cặp loa full range toàn giải rất cao cấp của thương hiệu Bow. Phần hệ căng phía mặt ngoài bằng nhôm, bằng kim loại. Có logo Bow ở đây. Một loa toàn giải. Chúng ta có thể liên tưởng cái loa này đến loa 802. Tiếng lời của nó rất rõ. Phần vỏ thông bằng nhựa. Cặp loa này nó cũng tương tự như cặp 101. Cá nhân tôi thì thích cặp này hơn cặp 101. Trở kháng 4 ohm, công suất là 40W. Hàng Mỹ về, zin, đẹp. Mức giá của cặp loa này tiến dụng phục vụ là 3.600.000. Phía bên đây là một cặp loa có thể đáng nói là đáng chơi nhất trong dòng loa lời của thương hiệu Bow. Đó là Bow 111 AD. Chúng ta đọc là 3 số 1 AD. Đây là e căng của loa. E căng lành lặn và rất đẹp. Cặp loa lời của thương hiệu Bow model 3 số 1 AD. Công suất cực đại là 150W trên một thùng, trở kháng 6 ohm. Đây là dòng loa full range, loa trợ lời. Loa này có kích thước chiều ngang khoảng 25, chiều sâu khoảng 15. Đây là kích thước ước tính. Chiều cao của nó khoảng 15. Một loa toàn giải loại 11cm. Đây là một cặp loa có thể nói là đáng chơi nhất của các dòng loa như là 101, Cooper Series 2, Series 3, 151, v.v. Mức giá của sản phẩm này tiến Dũng phục vụ là 4.500.000. Hai mẫu loa lời tiến Dũng vừa giới thiệu đều có kèm theo một phần quà tặng rất đặc biệt trong shop tiến Dũng Audio. Đó là một cặp tụ cản lời của Đức. Tụ này có chỉ số là 33MF 100V. Đây là tụ Made in Germany, tụ rất xịn. Món quà này trị giá 350.000 tiến Dũng sẽ dành tặng cho những cặp loa lời mà tôi vừa giới thiệu. Hiện nay tiến Dũng cũng đang phục vụ các sản phẩm là tụ Germany của Đức này. Chỉ số 33MF 100V là 350.000 một cặp. Chỉ số 47MF 100V có mức giá là 400.000 một cặp bao ship. Đây là những sản phẩm về trực tiếp từ châu Âu. Ngay cả những chiếc bao ni lông đựng đây, quý vị và các bạn cũng sẽ thấy nó không giống ở đây. Đây là tụ 47MF 100V Made in Germany. Đây là những tụ cản lời không cực tính, nó rất xịn. 400.000 cho cặp tụ 47mm và 350.000 cho tụ 33mm. MF càng lớn thì tiếng trung âm càng dày, càng ấm. MF càng nhỏ thì tiếng trung âm sẽ mỏng lại một chút. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là chiếc loa subwoofer đến từ thương hiệu Yamaha, model rất quen thuộc, đó là Yamaha SW160. Chiếc này sử dụng hai loa bass loại 20cm. Âm thanh của dòng này rất tốt. Điện 100V, công suất nguồn là 85W, hàng Nhật sản xuất tại Malaysia. Đây là hàng bãi Nhật xịn, quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm. Mức giá của sản phẩm này thì chúng đang phục vụ là 7.500.000. Chiếc này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 30m.
Phía bên đây là ba chiếc loa subwoofer rất đặc biệt, rất bình dân của thương hiệu Yamaha. Chiếc ở phía trên cùng là Yamaha SW225 với phần thùng loa là thùng gỗ lạ được hãng sơn màu cherry rất đẹp. Một bát 20 cm, một bát 20 cm úp đất, lỗ thông hơi của loa nằm ở đây. Yamaha model SW225 có đầy đủ các chế độ sử dụng như là chế độ tắt mở nguồn standby, chế độ nghe nhạc xem phim, chế độ cắt tần số cao. Các nút cắt tần số và volume ở đây đầy đủ. Tần số hoạt động từ 50Hz cho đến 150Hz. Âm thanh của nó xuống rất sâu. Chiếc này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian nhỏ tầm 15 cho đến 30m², quý vị sử dụng là vừa. Điện 100V, công suất nguồn 50W và công suất ngõ ra loa là 180W. Chiếc ở phía dưới có cấu hình tương tự. Đó là Yamaha SW335. 335 có cấu hình và công suất lớn hơn 225 một chút. Chiếc 225 giá 5 triệu và chiếc 335 giá 6 triệu. Tất cả là hàng về trực tiếp từ Nhật. Chiếc này điện 100V, công suất nguồn là 60W, hàng Indo. Hãng Yamaha đã đặt nhà máy tại Malaysia và Indo, cho nên quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng sản phẩm, với những sản phẩm sử dụng điện Nhật, điện 100V. Rất đẹp, bóng sơn mài. Chiếc ở phía dưới cùng rất quen thuộc, đó là Yamaha SW320. Chiếc này điện 100V, công suất nguồn là 85W, công suất ngõ ra loa là 250W. Một bát 25cm, giá 9,5 triệu. Chiếc này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm từ 30 đến 40m². Và tuyệt đẹp. Tất cả những sản phẩm này thì Dũng sẽ áp dụng phần quà tặng cũng như là phần giảm giá như nãy giờ thì Dũng chia sẻ là trong tháng 7. Hết tháng 7 này thì Tiến Dũng sẽ kết thúc, không còn áp dụng chương trình nêu trên nữa. Quý vị và các bạn lưu ý. Tới đây thì video đã rất dài rồi, Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để nhận ngay những sản phẩm chất lượng được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn và những phần quà tặng rất ưu đãi. Xin chào và xin cảm ơn.